Lời dẫn đầu. Tập 3 Thiền sư Trung Hoa này ghi lại những thiền sư đời Tống. Ngũ gia tông phái đến khoảng giữa và cuối đời Tống thì tông quy ngưỡng, pháp nhãn mất dạng. Tào Động và Vân Môn thì khi tỏ khi mờ, chỉ có tông Lâm Tế là sáng rực. Dưới tông Lâm Tế lại chia hai nhánh, Hoàng Long, Dương Kỳ. Riêng nhánh Dương Kỳ chói lọi hơn cả. Thiền sư đời Tống chẳng những thống nhất môn đồ nhà Phật, còn gây ảnh hưởng to lớn đến đồ đệ nhà Nho. Những vị Nho nổi tiếng như học sĩ Tô Đông Pha, thừa tướng Trương Vô Tận, Khu Mật Từ Phủ, quận Dương Triệu Lệnh Câm, thị lang Lý Di Tôn, thái sử Huỳnh Đình Kiên, bí thơ Ngô Tuần, thị lang Trương Cửu Thành, tham chánh Lý Bỉnh Cư, đề hình Ngô Di Minh đều là người được truyền tâm ấn trong thiền gia. Phật giáo Thiền Tông đã nhiếp phục được Tống Nho và bao dung cả Lão giáo. Vì thế đời Tống đã chủ trương tam giáo Phật, Lão, Khổng, Đồng Nguyên. Trong đây Phật giáo Thiền Tông làm chủ thể dung hợp tam giáo. Bởi thế thiền sư đời Tống là thực thể sáng chói trong lĩnh vực tông giáo cũng như văn hóa hiện thời. Chúng ta nghiên cứu lịch sử Thiền Tông không thể lờ qua phần này được. Tu viện Chơn Không, đầu mùa đông 1981, Thích Thanh Từ. Đời thứ 13 sau Lục Tổ. 1. Tông Tào Động đời thứ 9. A. Nối pháp Thiền sư Đạo Giai ở Thiên Ninh có 26 vị. 1. Thiền sư Pháp Thành ở Hương Sơn. 2. Thiền sư Tề Liên ở Đại Trí. 3. Thiền sư Tử Thuần ở Đơn Hà Đặng Châu. 4. Thiền sư Duy Chiếu ở Bảo Phong Hồng Châu. 2. Tông Lâm Tế đời thứ 9. A. Nối pháp Thiền sư Huệ Nam ở Hoàng Long có 83 vị. 1. Thiền sư Tổ Tâm ở Hoàng Long. 2. Thiền sư Khắc Vân ở Phần Đàm. 3. Thiền sư Hồng Anh ở Phần Đàm. B. Nối pháp Thiền sư Phương Hội ở Dương Kỳ có 12 vị. 1. Thiền sư Thủ Đoan ở Bạch Vân, Thiền sư Nhân Dũng ở Bảo Ninh. 3. Tông Vân Môn đời thứ 6. A. Nối pháp Thiền sư Tông Bổn Viên Chiếu ở Huệ Lâm có 200 vị. 1. Thiền sư Thiện Bổn ở Pháp Vân. 2. Thiền sư Tu Ngung ở Đầu Tử. 3. Thiền sư Thiện Ninh ở Kim Sơn. 4. Thiền sư Duy Nhạc ở Tịnh Nhơn. 1. Thiền sư Pháp Thành ở Hương Sơn. Sư trụ Hương Sơn, Nhữ Châu, dạy chúng: người biết có Phật, Tổ, hướng thượng mới có phần thiết thoại. Chư hiền đức, hãy nói cái gì là việc Phật, Tổ, hướng thượng? Có kẻ con trai nhà người sáu căn chưa đủ, bảy thức chẳng toàn, là đại xiển đề không chủng tính Phật, gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, thiên đường thâu chẳng được, địa ngục giữ không cửa, đại chúng lại biết người này chăng? Sư im lặng giây lâu rồi nói: đối diện chẳng tiên đà, ngủ mê mặc nói mớ. Sư lại nói: chỉ cái này mang nặng chết người, nhận làm chính mình từ không kiếp, rõ ràng trên đầu thêm đầu. Lại nói rơi tài hiện nay, nào khác trên tuyết thêm sương. Dù được thuần thanh tuyệt điểm, vẫn là chân thường lưu chú, hoặc giả chuyển dị hồ cơ, giống hệt giữa trưa trốn bóng. Vì thế nói hai do một có, một cũng chớ giữ, một tâm chẳng sinh, muôn pháp không lỗi. Sư hét một tiếng nói: đây quả là tiếng của cái bát nóng, đâu chẳng nghe nói gian thù khởi Phật kiến pháp kiến đầy đến giữa hai núi thiết gì.
thiền tăng khởi Phật kiến Pháp kiến, sắp ở dưới ba cây đoàn tay. Sư đưa cây Phất tử lên nói: Phất tử đem rồi khởi Phật kiến Pháp kiến. Hãy nói sáng nay phê phán thế nào? Sư gõ giường thiền nói: Phân phó Đức Sơn Lâm Tế. Sư lại nói: Mấy linh riêng chiếu, trí sáng rạng ngời, chớp mắt nhướng mày đã bày dấu chết, cầm chùy dựng Phất đâu khởi cấp bậc. Người ngộ đó tâm siêu số lượng, nói nín đều như trái buồn, mặt nắm trọn không nương gác. Người mê đó giật giật khởi hiểu, bỏ lấy có tâm, dù cho trọn được bên kia, chưa khỏi bên này làm ngại. Vì thế nói trong nhà thiền bảo là gỡ niêm mở trói, tháo chốt nhổ đinh, đã là chạm bén đứt tay, lại nói có thể cùng với dụng, chính cùng với thiên, giống hệt dạy chú học trò ba nhà trong thôn. Chưa đọc được một quyển Thái Công Gia Giáo, liền nói văn chương vượt hơn Lý Bạch Đỗ Phủ. Chư thiền đức nhà y tự có đồng phong, chẳng cần mở sách vở khác. Sư hỏi vị tăng: Người xứ nào? Tăng thưa: Tây Xuyên. Sư hỏi: Ly hương lúc nào? Tăng thưa: Tháng 2 năm ngoái. Sư bảo: Chưa lìa bổn quốc, nói một câu xem. Tăng thưa: Khắp thân đều làm miệng, khó gì đối đáp. Sư bảo: Vẫn là câu ly gia thất nghiệp. Tăng không nói được. Sư đánh một Phất tử, bảo: Uổng đi chày cỏ. Sư cùng Duy Chiếu đồng kế thừa Phù Dung mà không biết nhau, nhưng có thượng nhân bằng thuật lại bài tán tượng Phù Dung của Duy Chiếu cho sư nghe. Bài tán: Vũ tẩy địch, hồng đào ngạc nộn, phong diêu tiên bích liễu ti khinh, bạch dân ảnh lý quái thạch lộ, lục thủy quang trung khô một thanh, di nhĩ thị hà nhân. Dịch: Mưa rửa sạch hồng đào lá úa, gió đùa đi bích liễu tơ bay, dưới bóng mây trắng đá lạ hiện, trong ánh nước xanh cây khô tươi. Ôi, ông là người nào? Sư nói: Ngày nay mới biết ông ấy gần thầy tôi. Bằng liền thưa hỏi ý nghĩa. Sư bảo: Hả, chẳng thấy Pháp Nhãn Nghiêm lời Giáp Sơn rằng ta 30 năm chỉ làm cảnh để hiểu. Bằng liền có tỉnh. Sau sư dân chiếu mời trụ trì chùa Tịnh Nhân ở Đông Kinh. Hai, thiền sư Tề Liên ở Đại Trí. Sư họ Mâu, quê ở Trung Giang Đồng Xuyên, thuở nhỏ đã có chí thoát trần, năm 13 tuổi xuất gia, đến hộ thánh thọ giới cụ túc. Năm sau sang Thành Đô theo học bách pháp ở chùa Pháp Hoa. Sư lại thông duy thức, đọc đến câu: Đây là danh pháp vô lậu, giới bất tư nghị thiện thường, an lạc giải thoát, thân đại mâu ni, dường như có tỉnh. Vị thầy kia không thể giải thích cho thỏa mãn. Sư than rằng: Ta bỏ nhà vì việc lớn, ở đây chỉ đọc lại những lời trên giấy, ví như mặt trời mặt trăng vẽ. Hả, có ánh sáng sao? Sư liền từ giả sang miền Nam. Trước tiên, sư đến tham vấn đạo giả Đoàn Tý ở Thanh Khê. Đoàn Tý thầm nhận sư. Sư lại tham vấn thiền sư Diễn ở Ngũ Tổ, thiền sư Triết ở Chơn Như, thiền sư Túc ở Bá Trượng, thiền sư Tâm ở Hối Đường. Ngày đêm tham vấn mà chưa có tỉnh. Khi sư ở Hối Đường,
có người từ đại dương đến thuộc lại lời dạy của chúng ở Phù Dung. Lòng sư vui thích, bèn đến đó tham vấn. Mới gặp Phù Dung dường như đã biết lâu rồi. Một hôm buổi sáng nghe tiếng bản, sư hoát nhiên đại ngộ, chạy đến trình với Phù Dung. Phù Dung ấn khả. Phù Dung sai sư giữ tạng kinh và phân tòa thuyết pháp. Cái dùi trong đẩy trồi đầu, trong tùng lâm kính quý, danh tiếng vang xa. Chưa bao lâu, sư trở về thăm cha mẹ. Khi Phù Dung đến trụ chùa Tịnh Nhân, sư lại đến đó làm thủ chúng ở dưới tòa. Chùa Tịnh Nhân ở chúng kinh đô mà Phù Dung dẫn giáo hóa hàng tăng chúng. Người đến hỏi đạo có cả dạng, sư lo phần ngoại hộ vẫn đầy đủ. Phù Dung nói về sư, bảo với người rằng: thủ tòa liên đi như trâu, nhìn như cọp, cơ phòng bén nhạy, ngày khác sẽ hoằng hóa đạo của ta. Khi ấy dân chúng kiến thiết chùa Sùng Ninh, chọn người truyền pháp. Kinh lược sứ Vĩnh Hưng là Dương Công Tự, chuyển dần sứ là Tiết Công Thiệu Bành. Dùng nghi lễ thỉnh sư, sư nhận lời. Về ở đây 5 năm, danh tiếng đồn khắp, xa gần kính mộ. Sau đó về đến chùa Phổ Ninh ở Nhượng Dương. Đến năm đầu niên hiệu Chánh Hòa, năm 1111, sư trở về cố hương, cất am Diệu Phong để dưỡng già. Lại bị Thiệu Bành thỉnh trụ chùa Năng Nhân, kế sang chùa Đại Tùy, rồi Vô Di ở Quảng Hán, Siêu Ngộ ở Thành Đô, rốt sau đến chùa Đại Trí. Lúc sư trụ chùa Đại Tùy, có tín đồ dối tố sư tại Châu. Sư vui vẻ đến tì nhận tội. Khi tra khảo sư, trời đất tối tăm, có bầy chim bay kêu la, lại có con gieo mình xuống đất. Châu tướng kinh lạ, bèn thả sư ra. Siêu Ngộ là dãy nhà bên cạnh của chùa Đại Từ, sắp bày như cái quán hàng. Sư thường đóng cửa ngồi yên, những người trọng giới luật thấy đều quý kính. Đạo đức của sư càng cao, kẻ tăng người tục muốn được biết mặt sư mà chỉ trông thấy lưng cổ. Khi đó tuổi sư đã cao, cảm thấy chán muốn bỏ đi. Chúng cố mời lại mà không được. Họ báo nhau, chùa Đại Trí ở phía tây xa xôi rừng cây sầm uất, đáng cho sư ẩn lúc tuổi già. Bèn đưa ý kiến lên quan phủ. Khi ấy Tịch Công làm chế trí sử đến lễ thỉnh sư. Sư hoan hỷ hứa khả. Sư ở Đại Trí 8 năm, thiền khách ở các nơi tìm đến. Ngôi chùa này trở thành bảo xã. Song từ đó sư ứng tiếp đơn sơ. Chợt sư khởi bệnh, có người thăm hỏi, sư nói: ta không khổ. Bỗng sư bảo chủ sự: vì ta làm một cái kiệu lam, ta sẽ có chỗ cần. Hôm sau sư ngồi kiết già, cầm bút viết kệ xong, lặng lẽ mà tịch. Sư tịch ngày mùng 4 tháng 11, năm niên hiệu Thiệu Hưng thứ 15, 1146, thọ 73 tuổi. 3. Thiền sư Tử Thuần ở Đơn Hà. Sư họ Cổ, quê ở Kiếm Châu, khoảng 20 tuổi đi xuất gia. Nơi hội thiền sư Phù Dung, sư được triệt ngộ. Sau sư trụ núi Đơn Hà tại Đặng Châu, sư thượng đường. Trong càn khôn giữa vũ trụ, ở trong có một hòn ngọc ẩn tại hình sơn. Triệu pháp sư nói thế ấy, chỉ khéo chỉ giấu nói vết, vẫn không thể chỉ bày cho người. Ngày nay Đơn Hà mở khoác vũ trụ đập nát hình sơn, vì mọi người chỉ ra, người đủ mắt biện lấy. Sư cầm cái gậy chào một cái, nói: lại thấy chăng?
cò trắng trên tuyết sắc vẫn khác, trăng sáng qua lau chẳng giống nhau. Sư Thượng Đường nhắc lại Đức Sơn dạy chúng nói: Tôn ta không ngự cú, không một pháp cho người. Đức Sơn nói thời thế ấy đáng gọi là chỉ biết vào cỏ tìm người, bất chợt toàn thân bùn nước. Chính chẳng xem ra chỉ đủ một con mắt, nếu là đơn hà thì không thấy. Tôn ta có ngữ cú dao vàng cát chẳng mở, sâu xa chỉ huyền diệu, ngọc nữ đêm mang thai. Sư Thượng Đường dừng dừng đúng ngọ còn thiếu nữa, lặng lặng canh ba vẫn chữa tròn, sáu cửa chẳng từng biết hơi ấm, lại qua thường ở trước trăng trong. Sư Thượng Đường: Trăng sáng chiếu soi đầm trong bầy bóng, nước không có ý thấm trăng, trăng không có ý tâm soi nước, trăng nước cả hai đều quên mới đáng gọi là đoạn. Vì thế nói việc lên trời cần phải thổi mất, việc thập thành cần phải dẹp mất, ném vàng gian tiếng chẳng cần xoay nhìn. Nếu hay như thế mới hiểu nhầm trong dị loại mà đi. Quý vị đến trong ấy lại thấu hiểu chăng? Sư im lặng dây lâu nói: Thường đi chẳng cất dân gian bước, mang lòng đội sừng lẫn đất bùn. Tăng hỏi: Ngưu đầu khi thấy tứ tổ thế nào? Sư đáp: Cúc vàng vừa nở, ông đùa hút. Tăng hỏi: Sau khi thấy thế nào? Sư đáp: Mầm khô quá rụng, rõ không nương. Đến khoảng niên hiệu Tuyên Hòa, giai đoạn năm 1119-1121, vào mùa xuân, sư tịch tháp của sư ở phía Nam Hồng Sơn. 4. Thiền sư Duy Chiếu ở Bảo Phong. Sư họ Lý, quê ở Giảng Châu, thuở nhỏ đã có tinh thần gác tuột. Một hôm đọc sách đến Tính Tương Cận Giả, Tập Tương Diễn Giả. Sư nói: Phàm thánh vốn một thể, do tập nên sai khác. Tôi biết đó rồi. Sư liền đến Thành Đô làm đồ đệ sư Thanh Thới ở Lộc Uyển. Đến năm 19 tuổi, sư cạo tóc thọ giới cụ túc. Sư Thanh Thới dạy đến chùa Đại Từ học khởi tín luận. Sư liền về phòng nằm. Thanh Thới hỏi lý do. Sư thưa: Đã nói chính tín đại thừa, hả ở lời nói mà có thể rõ. Sư bèn cất bước tham thiền. Sư đến yết kiến Phù Dung tại Đại Hồng. Mỗi đêm sư thường ngồi thiền hành lang trên gác. Gặp gió thổi tuyết mỏng tạt vào, lại nghe tiếng là ăn trộm, liền có sợ đắc. Sau đó, sư từ Phù Dung đi. Đến khoảng niên hiệu Đại Quang, giai đoạn 1107 đến năm 1111, Phù Dung mắc nạn. Sư từ Tam Ngô muốn dời đến Nghi Thủy. Đưa dẫn đường đi lạc, sư cầm gậy gõ đó, bỗng nhiên đại ngộ. Sư than: Đất này đâu không phải Ngao Sơn ư? Sư đến Nghi Thủy, Phù Dung trông thấy vui vẻ nói: Nối thành tông ta hẳn là bọn người vậy. Nhân đây sư ở lại trên bờ hồ nhiều năm. Sau sư nhận trụ chùa Chiêu Đề, rồi về đến Cam Lồ Tam Tổ. Đến niên hiệu Tuyên Hòa, có chiếu bổ sư trụ Diên Thông. Sau rời Diên Thông trụ ở Phần Đàm. Sư Thượng Đường: Phật xưa nói, khi ta mới thành chính giác, chính thấy chúng sinh trên đại địa thấy đều thành chính giác. Sau ngày lại nói, sâu thẳm xa xôi không người hay đến. Kẻ không kiến thức, kéo đầu rồng đuôi rắn. Sư liền xuống tòa. Sư Thượng Đường:
chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn rồi, cả thảy các người không nên giới nhớ. Chư Phật vị lai chưa ra đời, cả thảy các người không nên vọng tưởng. Chính hiện ngày nay, ngươi là người gì? Tham. Sư Thượng Đường: Bá gì tự ái, liễu hạ huệ không kính, quân tử chẳng noi theo. Khi hai bên chẳng lợp, trung đạo chẳng an bày thì thế nào? Sư cầm cây gậy nói: Uyên ương theo rõ mặt ông ngắm, chẳng nắm kiếm vàng trao cho người. Sư Thượng Đường: Dưới cửa Thái Dương diệu sướng càng cao, trước nhà Minh Nguyệt trí âm lại ít, chẳng khỏi thuyền ngang sóng lạch chèo nhịp sóng xanh, sướng khúc năm nhiêu hòa nhạc thanh bình. Báo cáo như thế khớp mời thừa đương, vừa có nghỉ nghị mây trắng bay muôn dặm. Sư Thượng Đường: Xưa tự chẳng sinh, nay cũng chẳng diệt, là chết chẳng được mẫu mực. Nơi đây xuất sinh, chỗ này diệt hết, là hàm sinh chịu quy củ. Bậc đại trượng phu cần phải ở trong dòng sinh tử, nằm trong rừng gai gốc, cúi ngước co duỗi, tùy cơ lập bày. Hay như thế đó là dùng vô lượng phương tiện trang nghiêm tam muội, cửa đại giải thoát liền mở rộng thân. Nếu chưa như thế, vô lượng phiền não tất cả trần lao đứng sững trước mặt bít lấp đường xưa. Sư Thượng Đường: Người xưa nói, rời thân thể dẹp thông minh, lìa hình bỏ trí, đồng với đại đạo. Ngay bây giờ hãy nói là người nào sang thi thơ định lễ nhạc, lại thấu hiểu chăng? Lễ rằng lụa ngọc là thế ư? Nhạc rằng chuông trống là thế ư? Tăng hỏi: Nghe thầy nói chỗ mây tối tối riêng tú phong bày biện, trong trăng mờ mờ ánh nước phần đàm sinh, đầu chẳng phải cảnh bảo phong? Sư đáp: Nếu là cảnh bảo phong thì nhờ người chín chắn xem. Tăng hỏi: Thế nào là người trong cảnh? Sư đáp: Xem lấy khi lệnh hành. Tăng hỏi: Chỉ như nương lời cần hiểu tông, chớ tự lập quy củ, thế nào là tông của hòa thượng? Sư đáp: Nên biết ngoài mây trên ngàn chót, riêng có tùng linh sương lạnh mang. Tuyết rơi, tăng hỏi: Tổ sư Tây Sang thì không hỏi, thời tiết nhân duyên việc thế nào? Sư đáp: Một mảnh, hai mảnh, ba, bốn mảnh, rơi trong con mắt vẫn không tiếng. Đến niên hiệu Kiến Diêm, năm thứ hai, 1128, ngày mùng 7 tháng Giêng, sư tịch,